Xin chào quý vị. Hôm nay Rema Sunny sẽ giới thiệu đến quý vị một cái mẫu khăn trải bàn siêu hot, đó là khăn bàn tròn. Khăn bàn tròn bên Sunny mới làm xong cho khách này. Quý vị thấy không? Một cái mẫu khăn rất là dễ thương, đặc biệt là cái chất khăn không xù. Chất khăn hôm nay Sunny giới thiệu đây là sẽ không xù, không nhăn và không bị mốc trong quá trình sử dụng. Mẫu khăn này thì chúng ta rất là đơn giản, chúng ta có thể dùng để trải trên cái bàn tiệc của mình ở dưới một cái lớp khăn dài ha quý vị ha. Ở dưới đây thì chúng ta có thể trải một cái lớp khăn dài bên phía ngoài như thế này, hoặc là chúng ta sẽ trải một cái lớp này đều được hết nha quý vị. Đây quý vị thấy không? Và còn đây là một cái mẫu khăn trải bàn dành cho bàn họ, hoặc là chúng ta sử dụng bàn họ, chúng ta sử dụng cho bàn thùng tiền, chúng ta sử dụng cho bàn bánh kem đều được nhé. Mẫu mã bên Sunny thì rất đa dạng và Sunny sẽ giới thiệu cho cả nhà xem một cái mẫu khăn trải bàn tròn hôm nay dành cho nhà hàng tiệc cưới, một cái xu hướng rất là hot hiện nay đó. Và trước mắt đây là một cái nền xanh rồi đúng không quý vị? Mẫu đây là mẫu bàn tròn màu xanh ha. Và còn đây, cái khăn trải bàn ren ấy, chúng ta có thể trải lên rất là nhiều màu sắc. Chúng ta có thể dùng một cái bàn trắng, như khăn tròn trắng như thế này nha quý vị nha. Đó, chúng ta có thể dùng một cái khăn tròn trắng như thế này. Chúng ta có thể dùng một cái khăn tròn trắng thế này và trải cái nền xanh này lên trên. Và chúng ta có thể trải cái nền xanh thế này lên trên đều được hết quý vị ạ. Đây. Quý vị thấy đẹp không? Xinh không? Đó, chúng ta có thể trải cái khăn như thế này lên. Và chúng ta nếu có thấy dài, chúng ta có thể kéo gọn lại bên này để cho nó phù hợp với cái điểm giữa, cái tâm ở giữa cái bàn thì nó sẽ có cái ren hoa như thế này ha quý vị. Đấy. Quý vị thấy đẹp không? Cái hoa như thế này thôi nhưng mà nó có một cái thần kỳ là sẽ không, khi sử dụng giặt rũ rất là dễ, nhanh khô, không bị mốc, không bị xù và không bị tưa rách nha quý vị nha. Và chúng ta ngoài có thể chúng ta không dùng thêm cái lớp ren dài như thế này thì chúng ta có thể dùng một mình nó vẫn được nha. Và đây em sẽ trải cho cả nhà mình xem, chúng ta có thể dùng khi mà trải một mình khăn ren lên trên. Đấy, quý vị thấy đẹp không? Chúng ta dùng một mình cái nền này cũng vô cùng sang chảnh rồi đúng không ạ? Rất là sang chảnh. Đây quý vị nhìn thấy rõ không? Em quay thế này cả nhà, điện thoại của em để hơi xa, quý vị nhìn có rõ không? Đây, quý vị thấy đẹp không ạ? Các trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới, các nhà rạp có nhu cầu muốn may khăn trải bàn đẹp, rạp cưới đẹp, xin hãy gọi cho Sơn Nhi số điện thoại 0989266772 hoặc 0989655772. Và đây em sẽ cho cả nhà xem thêm, ngoài cái mẫu màu xanh ra thì em có thêm một cái tông màu này nữa quý vị ạ. Một cái tông màu này thì gọi là rất là hot rồi, rất là gọi là đỉnh cái chóp rồi đúng không ạ? Đấy, quý vị thấy sao? Đây là khăn trải bàn màu vàng nha quý vị nha. Vẫn có hoa, vẫn có ấy nè, đẹp không? Rất là đẹp. Và khăn trải bàn này em sẽ nhắc lại là khăn trải bàn này chúng ta có thể trải một lớp thôi, hoặc là chúng ta trải chồng lên cái lớp màu trắng đều được nha quý vị nha. Đây, em sẽ trải lại cho quý vị xem giữa cái khăn ren vàng lên cái khăn màu trắng như thế nào nha quý vị. Thật sự mà nói, thời gian thì nó rất là bận luôn, cực kỳ bận bịu. Nhưng mà bởi vì nhu cầu của khách hàng cho nên em sẵn sàng dành thời gian để làm sao ạ, để quay từng mẫu một cho khách xem. Mẫu mã bên em thì rất đa dạng rồi. Đây, quý vị nhìn giùm em ạ, mẫu có đẹp không? Trải cái mặt phải nó lên cho nó nổi ra. Đấy, quý vị thấy đẹp không ạ? Rất là xinh đúng không? Rất là sang, rất là xinh. Quá xinh, quá sang luôn nha quý vị nha. Rất là sang, rất là xinh, rất là dễ thương và giá thành lại thấp nữa. Bởi vậy, quý vị có nhu cầu muốn may khăn trải bàn, bọc ghế, vân vân, mẫu mã đa dạng bên Sunny thì rất đa dạng. Xin hãy gọi cho Sunny nhé. Sunny sẽ tư vấn tận tình từng mẫu một nha quý vị.